Hi guys, cô chào tất cả các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đề dự đoán đặc biệt số 1 nha. Chúng ta sẽ tổng cộng là sẽ có 3 đề dự đoán từ giờ cho tới lúc các bạn thi. Hôm nay là thứ 6, sẽ là đề dự đoán số 1. Chủ nhật chúng ta sẽ thi đề số 2 và thứ 3 các bạn sẽ làm đề dự đoán cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Chúng mình sẽ bắt đầu luôn thôi. Thì khi đi thi các bạn nhìn đề cứ dễ làm trước khó làm sau. Cho dù người ta cho cái phần đọc điền đọc hiểu ở trước thì chúng ta cũng để làm sau nhá. Mình sẽ kiếm thật chắc điểm những cái câu dễ đã. Thì ở câu số 1 theo phong minh họa nó sẽ là dạng câu hỏi về đảo ngữ. Chúng ta sẽ dịch này: Lisa nướng bánh, sau đó thì cô ấy trang trí, đúng không ạ? Thì cái hành động gì diễn ra trước, là nướng bánh trước hay là trang trí trước? Trang trí nhiều màu sắc diễn ra trước, phải là nướng bánh trước, đúng không? Chúng ta thấy có từ then nên chắc chắn là decorated nó sẽ diễn ra sau. Còn đáp án A các bạn sẽ dịch là nếu Lisa không nướng bánh thì là sai về nghĩa này. Còn đáp án B chỉ sau khi trang trí là sai, trang trí phải diễn ra trước. Trang trí phải diễn ra sau, đúng không ạ? Phải là chỉ sau khi Lisa nướng bánh thì mới đúng. Còn đáp án C cũng tương tự như vậy, trang trí diễn ra trước là sai. Nên đáp án đúng ở đây mình sẽ chọn đáp án là D. Các bạn đã học cái mối quan hệ là cụm từ là vừa mới thì. Chúng ta sẽ có Skelly, Belly hoặc Holly. Ba cái cụm từ này nhá. Đó, vừa mới thì sẽ đi với đảo ngữ quá khứ văn thành, là sẽ have này cộng chủ ngữ cộng verb phân từ 2. Theo sau chúng ta sẽ đi với when cộng mệnh đề. Đó, thì các bạn sẽ dịch là vừa mới làm cái gì đó xong, đúng không ạ? Vế sau sẽ là thì sẽ phải nướng bánh trước rồi mới trang trí. Nên ở đây đáp án đúng, chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Còn trong trường hợp người ta dùng no sooner thì các em sẽ đi với than nhé. Tiếp theo các em sang câu số 2 nào. He missed the meeting, he got stuck in the traffic due to a major accident. Anh ta bị bỏ lỡ cái cuộc họp do cái lý do ở đây là bị tắc nghẽn, đúng không? Got stuck in the traffic. Đó, do bị tắc đường, do tai nạn. Thế thì bây giờ nếu như mà anh ta không bị tắc đường do tai nạn thì anh ta đã tới cái cuộc họp này rồi, đã tham dự cái cuộc họp này rồi. Chúng ta thấy cái câu ngữ cảnh người ta cho ở quá khứ. Đó, ngữ cảnh cho quá khứ thì các bạn sẽ phải chuyển về câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3 nó diễn tả sự việc không có thật trong quá khứ. Còn nếu như cái ngữ cảnh người ta cho chúng ta ở hiện tại chẳng hạn, thì các bạn sẽ rút gọn, sẽ chuyển thành câu điều kiện loại 2. Đôi khi các bạn thấy là trong các cái đề cô cũng cho là câu điều kiện hỗn hợp. Nhưng mà theo form minh họa nhé, theo form minh họa thì nó chỉ ở mức độ nhận biết thông hiểu thôi, nên nó sẽ đơn giản là loại 2, loại 3, chứ hiếm khi là có hỗn hợp lắm. Nhưng mà dù có là hỗn hợp thì chúng ta cũng được luyện rồi. Tiếp câu số 3 chúng ta sẽ đọc là wire, child và liar. Đều là âm I, chỉ có đáp án B các bạn sẽ đọc là trick, là âm I. Tiếp for honor, honest, honey và hourly. Các bạn thấy honey là chúng ta sẽ bật cái âm h, còn lại honest, honor, hourly nó bị câm. Nên câu 4 mình sẽ chọn là C. Tiếp theo sang câu số 5, giáo viên khen ngợi Alice vì đã làm việc chăm chỉ tổ chức, chăm chỉ trong cái việc tổ chức sự kiện từ thiện để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thì cái từ commended chúng ta sẽ hiểu là khen ngợi, đúng không? Mình dựa vào nghĩa là làm việc chăm chỉ để giúp đỡ tổ chức từ thiện nên chắc chắn là giáo viên khen ngợi rồi. Thế bây giờ trái nghĩa với khen ngợi thì sẽ là chỉ trích. Nên câu số 5 các em chọn D. Ngọc Huyền, Hồng Thắm, Tư Hậu, các bạn làm rất tốt. Tiếp theo chúng ta sang câu số 6. The solution to, các em nhớ là solution nó rất hay đi với từ to. Cái lời giải cho câu đố này thì như thế nào? Một khi mà tôi nhìn nó ở các cái góc độ khác nhau thì obvious ở đây mình sẽ hiểu là clear, đúng không? Một cách rõ ràng khi mà mình nhìn ở các góc độ khác nhau. Bây giờ trái nghĩa với rõ ràng thì sẽ là ẩn giấu đi. Hidden là ẩn giấu. Còn cái từ plain tức là đơn sơ, giản dị, là bình thường thì không đúng. Minh Nguyệt, Tư Hậu chọn rất tốt. Như vậy là chúng ta đã ăn chắc được 6 câu rồi nhá, 6 câu chắc chắn đúng. Tiếp theo sang câu số 7 này. Pass thì không được phép. Đó, không được phép ở đây chúng ta có được phép làm gì thì không được phép làm gì. Đúng, không được phép, hoặc là đôi khi các bạn thấy là người ta sẽ dùng là từ cấm. Đó. Cấm chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thay bằng từ gì? Mustn't. Chúng ta sẽ thay bằng mustn't nhá, bắt buộc không được làm gì. Còn nếu như người ta cho là gì, require này, be obligatory, đó, mandatory, hay là chúng ta còn một từ nữa mang nghĩa là bắt buộc, đó chính là compulsory, thì các bạn sẽ thay bằng must, thì nó diễn tả cái sự bắt buộc, đúng không ạ? Thì ở đây là pet, chó không được phép, thú cưng không được phép, thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng của câu số 7 là đáp án C. Tiếp theo các bạn sang câu số 8. Lần cuối tôi up hoặc là tôi cập nhật cái ảnh hồ sơ trên Locket là 5 ngày trước, tức là đã không cập nhật lên trên cái Locket được 5 ngày rồi. Nên các em sẽ phải chọn đáp án B là như vậy nha. Nhiều bạn hỏi là cô ơi tại sao không chọn đáp án C? Đáp án C sai ở từ ago. Khi các bạn đã chuyển sang hoàn thành rồi thì chúng ta phải dùng for đi với khoảng thời gian.
Đúng rồi, Kiều Vi, Châu Hiếu, rất tốt. Các em sang câu 9 nào. Câu số 9, I will cooking. Đó, đóng bằng ngoặc kép thì đây các bạn sẽ tường thuật lại. Will thì sẽ thành would, đúng không ạ? Tomorrow sẽ thành the next day hoặc the following day. Yes, nên đáp án đúng câu số 9 sẽ là đáp án D. Chắc chắn làm đúng nha, chắc chắn làm đúng được 9 câu rồi. Tiếp sang câu số 10 này, amount, deceit, museum và limit. Cái từ museum này nó nhớ năm 2 chứ chúng ta không đọc là museum nhé. Mình sẽ, cô xin lỗi, cô lại khoanh nhầm. Đó, dạo đấy không hiểu sao, toàn cô khoanh nhầm thôi. Đó, museum mình sẽ đọc là nhớ năm 2. Đây, cô ý cô là thế này. Đó, nó sẽ nhấn vào âm thứ hai. Một số từ hơi lạ nhớ năm 2 như là hotel này, museum này, hay là police này, là danh từ nhưng mà lại nhấn âm số 2. Nên câu số 10 đáp án đúng sẽ là đây. Tiếp theo chúng ta sang câu số 11. Câu 11 các bạn sẽ đọc là organize, scientist, scientist đúng không? Hay là dangerous, ba từ dễ nhớ lớp 1. Vậy thì đáp án C mình sẽ nhớ lớp 2 do các bạn thấy nó ghép cái từ im đằng trước, embellish. Nên trọng âm nó sẽ vào bear. Câu 12, câu 12, 13, 14 chúng ta cứ dễ làm trước, khó làm sau. Các bạn sẽ tìm ra được câu hỏi sai về thì đó là câu 14. Dựa vào từ last month, vậy nên cái từ participate nó phải chia ở quá khứ. Đó, các bạn sẽ thêm D. Và câu số 13, the teacher praised her students for their hard work. Khen ngợi học sinh vì làm việc chăm chỉ, vì học tập chăm chỉ, chứ không phải khen ngợi vì giáo viên học tập chăm chỉ. Đó, như vậy là câu số 12 sẽ là lỗi sai về từ vựng. Ở đây chúng ta có section này, electronic, permissive và regulated thì đều là danh từ. Cái việc sử dụng thiết bị điện tử trong kỳ thi thì được quy định rất chặt chẽ, chỉ sử dụng máy tính, chỉ máy tính chỉ được phép, đúng không? Ở đây nó diễn tả là được chấp nhận, được phép làm gì, chứ không phải là dễ dãi, thoải mái. Permissive, ở đây chúng ta sẽ dịch là dễ dãi, thoải mái. Trong bài các bạn sẽ phải là, mình có thể điền hai từ, đó chính là từ permitted, hoặc một cái từ nữa đó là permissible. Đó, permissible, tức là được phép, có thể chấp nhận được. Vậy nên câu 12 đáp án sai ở đây sẽ là đáp án C. Yeah, permitted hoặc permissible cũng ok. Thì cái từ permissible tức là acceptable, được chấp nhận trong cái ngữ cảnh này nhá. Cô thấy Tư Hậu và Luận chọn đúng rồi. Chúng ta sang câu 15 nào. Như vậy là vẫn là những câu dễ nhá, vẫn là những câu dễ, chưa phải khó đâu. Câu số 15, Mary Hatcher's thì Hatcher's planted. Mình sẽ chia là D. Đúng không? Thì hiện tại hoàn thành, nhưng các bạn câu hỏi đuôi là D. Câu số 15 có than nên chắc chắn là so sánh hơn với tính từ giải, nên các bạn sẽ nói là more creative, anh trai tôi thì sáng tạo hơn so với các bạn cùng lớp. Câu số 13 trong câu đã có một động từ chia thì là bị bỏ quên trong những cái buổi sáng vội vã. Trong buổi sáng vội vã, vậy thì cái grocery này nó không thể tự mua được, đúng không ạ? Và các bạn sẽ rút gọn còn gì thôi, còn bought. Nên câu 17 đáp án đúng sẽ là đáp án B. Cô thấy Châu Hiếu, Hồng Thắm, đúng rồi, Quỳnh Lam. Yes, Tấn Đạt chọn C hả? Xuyến chọn C, đó, cô thấy là có Tấn Đạt và Xuyến, câu 17 chọn C là sai rồi. Buổi trưa ngày hôm nay cô livestream, cô nói rất rõ về cái cách chúng ta phân biệt nha. Buổi trưa hôm nay là cô livestream, cô nói rõ là phân biệt giữa bị động và gì, và rút gọn bị động. Đó, trưa nay chúng ta học rồi, khi nào mình rút gọn, khi nào mình rút gọn dạng chủ động hoặc bị động, tức là trong khi câu đã có một động từ chia thì rồi, thì cái động từ còn lại phải chia ở dạng mệnh đề quan hệ hoặc rút gọn mệnh đề quan hệ. Câu số 18. Câu số 18 ở đây là thùng rác mà để lâu ngày ấy, thì nó bốc mùi khó chịu. Đúng, một cái từ mà nó đi với mùi, nó tỏa ra một cái mùi gì đấy thì chúng ta học rồi, đó chính là từ give up. Đó, give up tức là tỏa ra một cái mùi. Give up là từ bỏ này, give in là đầu hàng này. Còn give away chúng ta sẽ dịch là ban phát, tặng, đúng không? Và còn mang nghĩa là phản bội. Thì đây nó đi với một cái mùi, một cái smell. Các bạn nhớ là mình sẽ dùng give up hoặc là emit. Câu 19. Câu 19 mới là câu rút gọn, đúng không? Vì chúng ta thấy là cả một cái mệnh đề đằng trước này, the fire alarm system, được kiểm tra hàng năm để đảm bảo rằng. Đó, cái cụm từ về sau là it is, nó là một cái mệnh đề khác nhá. Theo sau cái này nó sẽ là một mệnh đề khác. Còn mệnh đề đằng trước mình chưa có một cái verb chính ở mệnh đề đầu tiên. Và cái verb này thì alarm nó không thể tự check được, nó bị động. Như câu số 19 thì cô lại thấy các bạn nhầm. Đó, rất nhiều bạn nhầm câu 19 chọn đáp án là B. Tại vì các bạn nghĩ là à, đằng sau có từ is rồi, cho nên là đây phải là câu rút gọn. Không phải, cái từ is này nó thuộc một cái mệnh đề khác, đúng không? Nó thuộc một cái mệnh đề khác. Còn là the fire alarm system chấm chấm every year đã có động từ chính đầu. Các em hiểu chưa? Đó, cô thấy Thương Nguyễn còn chọn đáp án là D. Thương Nguyễn chọn D thì lại càng sai nhá. Quỳnh Phương, ủa, Quỳnh Phương chọn đáp án gì mà ủa thế này. Đấy, chọn đáp án D càng sai. Tại vì alarm system thì không thể nào bị, không thể nào tự thực hiện được cái hành động kiểm tra.
Câu 20 cô thấy cải chip chọn B. Câu 20 thì cô có giảng rồi, khi mà đi với các cái địa điểm về công cộng đúng không? The zoo, the park, the museum, the police office. Đó, chúng ta đều đi với the library. Câu 21 về collocation. Collocation đây chúng ta sẽ có make fun of đúng không? Chế nhạo, cười. Cười chê, chế nhạo ai đó. Đó không tốt, nó không tốt khi mà chế nhạo người khác bởi vì nó có thể làm tổn thương cái tình cảm của họ. Tổn thương họ sâu sắc. Tiếp qua 22, giáo viên sẽ thông báo cái kết quả của kỳ thi khi học sinh hoàn thành xong bài tập. Đây các bạn sẽ thấy là will announce. Cứ tương lai đơn sẽ đi với hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Câu 23, decide to verb. Ở đây chúng ta sẽ chú ý lại một số các cái động từ. Ví dụ như mình có decide này, hope này, agree này, đúng không? Plan chấm chấm sẽ đi với to do something. Và nó mang nghĩa chủ động. Câu 24, Jenny như thế nào? Câu 24 có phải là chúng ta thấy ở đây có hai mệnh đề đúng không? Jenny thì đang làm bài tập về nhà thì con chó của cô ấy làm đổ cốc nước trên tờ giấy. Như vậy là đến câu 24 là xong cái câu dễ dễ. Bây giờ mình sang câu khó này. Câu hỏi liên quan đến thành ngữ. Ở đây cô có 3 câu khó thôi, đó là câu 25, câu 28 và câu 29. Và cái cấp độ khó thì nó cũng khác nhau một chút. Đúng không? Câu 23 ở cô quên mất, cô lại không dịch. Câu 23 quên. Câu 23 đáp án nó sẽ là not to attend. Quên mất, cô nhìn nhầm. Câu 23, chị tôi quyết định không tham dự bữa tiệc bởi vì cảm thấy không khỏe vào ngày hôm đó, đúng không? Nên câu 23 đáp án đúng sẽ là đáp án D. Đó, đi thi các bạn cũng phải đọc kỹ nhá. Đó, như cô là 0,2 rồi, thôi rồi. Nhưng mà cô tích ở trên hệ thống là đáp án D. Do vừa rồi cô nhìn nhanh thôi nhá, trên hệ thống là đáp án D đấy. Vừa rồi cô chữa cô nhìn nhanh. Câu 25 nào. Câu 25, it's easy to lose your temper and say inappropriate things in the... Cái gì? Tuấn Kiệt bảo là cô làm em run quá cô. Yes. Ở trên hệ thống cô tích đáp án là D. Nhưng mà vừa rồi thì là cô nhìn nhanh thôi. Nhưng mà cô nhầm cũng được, đúng không? Cô nhầm cũng không sao, tại vì là cô thi rồi. Cô thi rồi nên các bạn thì không được phép nhầm. Chúng ta phải tập trung hết sức. Đấy, tập trung cao độ hết sức. Không có cái trường hợp là bị nhầm ở đây. Ví dụ như chúng ta làm xong rồi nhưng mà mình phải soát lại đọc, không được đúng không? Mình double check, phải có một cái công đoạn là double check lại. Thì câu số 25 liên quan đến thành ngữ. Ở đây các bạn có biết cụm từ này là gì không? Thật không dễ, đó bạn thì rất dễ. Yes, chúng ta có một collocation, lose one temper. Tức là mất bình tĩnh và nói những cái điều không phù hợp trong cái lúc nóng giận. Thì trong cái lúc nóng giận ở đây sẽ là in the heat of the moment. In the heat of the moment, nhá. Thì mình sẽ dịch lại trong cái lúc mình nóng giận. Các em có làm được câu này không? Chúng ta đã biết cụm từ này chưa? In the heat of the moment. Tức là gì? If you say something or do something in the heat of the moment. Người ta giải thích đây. Có nghĩa là you say or do it without thinking because you are very angry or excited. Các bạn thấy chưa? Yeah. Thế nên ở đây câu số 25 chúng ta sẽ chọn đáp án là heat. Còn mình không cần thiết phải dịch các từ còn lại. Mình không cần thiết phải dịch các từ còn lại. Tại vì làm sao? Tại vì các từ còn lại thì nó không dịch theo nghĩa, đúng không? Rồi câu số 26, the new song of Sơn Tùng became như thế nào đấy? Became thì phải đi về tính từ các em nhé. Chúng ta có một số các cái động từ, thông thường là động từ thường nó sẽ đi với trạng từ, nhưng mà liên động từ nó sẽ đi với tính từ. Ví dụ liên động từ ở đây cô có từ became này, từ find này, từ seem này, từ look này, đó những cái thằng này thì nó sẽ đi với tính từ. Ở đây sẽ là popular. Và release ở đây tức là sau khi phát hành, đúng không? Câu 26 không phải là câu khó. Câu 27 tương tự như vậy, is tính từ for somebody to do something cũng không phải là câu khó. Còn câu 28 và câu 29 thì nó sẽ hơi khó hơn một chút. Đó, để phân loại thí sinh. Thì bây giờ sang câu số 28. He doesn't seem too much joy. Anh ấy dường như không tìm được, không có được nhiều cái niềm vui. Thì cái, một cái động từ nó kiểu như là obtain ấy. Có được cái gì, từ cái gì, ABCD mà đi với giới từ from. Đi giới từ from thì chúng ta sẽ chọn là derive. Và derive something from. Đó, derive something from chúng ta sẽ hiểu là get something from. Hoặc là obtain. Có được niềm vui từ cái gì? Từ cái công việc hiện tại hay là từ cái sở thích của anh ta chẳng hạn. Còn từ withdraw chúng ta sẽ dịch là rút. Ví dụ như là rút tiền chẳng hạn, withdraw. Extract tức là chiết, đúng không? Chiết một cái chất nào đấy. Hoặc là tách ra. Tách ra từ, ví dụ các bạn là xem các cái bản tin từ vựng của cô chẳng hạn, sẽ đã được được lấy từ, đúng không? Cái nguồn nào chẳng hạn. Còn từ deduce tức là kết luận. Đây chúng ta sẽ thấy là derive something from.
Nên đáp án đúng nó sẽ là đáp án B. Tiếp theo câu 29, các bạn sẽ phải dựa vào những cái danh từ theo sau, như là dĩa này, thìa này, dao này, đúng không? Thì thiết bị mà liên quan đến dĩa, thìa và dao nó sẽ là thiết bị gì? ABCD thì đều đề cập đến các cái thiết bị, nhưng chúng ta chú ý vào từ dĩa, thìa và dao. Thanh thư lụi là gì đấy? Các bạn chọn utensil đúng rồi. Nên đáp án đúng ở đây chúng ta sẽ chọn là đáp án B. Yes. Nó cứ đi với thiết bị nhà bếp các bạn nhé. Đi với thiết bị nhà bếp thì chúng ta sẽ chọn là utensil. Đây. Và mình có thể nói là cooking utensil này, kitchen utensil. Đây. Các bạn sẽ học những cái cụm như thế này. Khi mà chúng ta học từ ấy là bao giờ mình cũng phải check từ điển xem là nó được dùng trong những cảnh ngữ cảnh gì, đúng không? Cái cụm từ gì kết hợp với nó thì đi với ngữ cảnh liên quan đến dụng cụ nhà bếp. Nhớ dụng cụ nhà bếp các bạn sẽ phải dùng từ utensil. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án B. Thưa Nguyễn bảo là em lụi A. Thế hả? Lụi A hả? Còn các cái từ như là gadgets, appliance hay là devices, nó sẽ đi với các thiết bị nói chung. Ví dụ như là thiết bị điện tử, thiết bị gia dụng chẳng hạn, đúng không? Hay là máy tính của chúng ta, điện thoại của chúng ta cũng là một cái device. Trịnh Khải bảo là câu này em đoán đúng, may quá ạ. Yes. Thì các bạn phải hiểu rõ xem là cái thiết bị gì nhá, cái thiết bị gì. Còn bây giờ chúng ta chú ý từ appliances, đúng không? Appliance thì nó sẽ đi với, cô sẽ hướng dẫn từ appliance rồi các bạn về các bạn tra tiếp các từ khác nhá. Thì appliance ở đây nó sẽ đi với thiết bị điện tử. Đó, thiết bị gia dụng domestic. Ví dụ như là washing machine, dishwasher thì nó gọi là appliance, các em thấy chưa? Nên các bạn phải hiểu rõ ra mà cái dụng cụ dao dĩa thìa, dụng cụ nhà bếp nó khác dụng cụ để mà giặt đồ hay là washing machine, dishwasher thì mình lại dùng từ appliances, nó sẽ khác nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với các câu nốt, các câu dễ đã, hai bài đọc mình để lại sau. Câu số 42. Câu số 42 người ta nói về social addiction characterized by an excessive and compulsive need to engage in social interaction. All mom children. Mặc dù các bạn không dịch được từ đầu đến cuối, đúng không? Chúng ta không được dịch, không biết dịch là từ đầu như thế này, dịch như thế nào. Nhưng mà câu hỏi về lượng từ các bạn chỉ cần xét cái danh từ này thôi. Câu hỏi về lượng từ mặc dù chúng ta không biết dịch nhá, mình vẫn chọn đúng đáp án. Tại vì mình sẽ xét cái danh từ children là danh từ số nhiều, đúng không ạ? Thì ở đây mình có many đi với danh từ số nhiều. Còn other children là những học sinh khác, những đứa trẻ khác. Every thì đi với danh từ số ít. Much thì đi với danh từ không đến được. Thế nên chúng ta sẽ loại trừ được đáp án A trước này. Đúng không? A mình sẽ loại trước luôn này. C mình sẽ loại trước luôn vì children là danh từ số nhiều mà. Thế ở đây chỉ còn other và many. Thì mình sẽ thấy là nó social addiction, nghiện xã hội đúng không? Chấm chấm chấm. Nó ngày càng phổ biến ở trẻ em và người lớn. Ở nhiều trẻ em và người lớn. Chứ không nói là ở trẻ em và người lớn khác. Người lớn khác ở đây là ai? Cái từ other nó mang nghĩa là cái khác, một người khác. Thì không đúng, cái khác người khác ở đây là ai? Đúng không? Chưa nhắc đến. Đó thì mình sẽ nói là ở many children. Nên câu 42 đáp án sẽ là D. Tiếp theo chúng ta sang câu số 43. Câu số 43 này, người lớn này. Câu số 43, người lớn thì có thể trở thành. Khi mà đi với cái liên từ như thế này thì các bạn ít nhất là chúng ta cũng phải dịch cái câu cuối, đúng không? Cái câu cuối thì người ta đề cập đến trẻ em. Đó, người ta nói đề cập đến trẻ em. Cái chứng nghiện mạng xã hội này thì có thể manifest, có thể biểu hiện dưới cái dạng là mong muốn mãnh liệt được kết nối liên tục với bạn bè thông qua các cái nền tảng mạng xã hội như là Instagram, TikTok, đấy. Và nó sẽ dẫn tới cái sự giảm về kết quả học tập, suy giảm kết quả học tập và khả năng phát triển xã hội, cũng giống như là các vấn đề về sức khỏe tâm thần như là lo âu và trầm cảm. Thì đằng trước đề cập đến in children, được chưa? Về sau đề cập đến adults. Vậy thì cái từ nối gì để nối giữa in children và adults? Đấy, ở trẻ em thì nó nghiện như thế này đấy và nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế kia. Còn ở adults thì cũng bị phụ thuộc. Đó, cũng bị phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội cho các cái để xác nhận như là giải trí hoặc là những cái cảm giác xúc thân thuộc. Vậy thì sẽ là tương tự, đúng không? Tương tự các bạn có thể nói là similarly. Đó, similarly, hoặc em sẽ dùng từ likewise. Tương tự như vậy, đúng không? Ở trẻ em nó nghiện mạng xã hội như thế này và tương tự như vậy. Câu 43 chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Ok chưa? Chắc chắn chưa? Đấy, hai câu hỏi ngữ pháp đọc điền đấy. Nhưng mà ngữ pháp đây là mình sẽ làm được. Còn câu số 44 này là một cái sense of belonging, tức là một cái cảm giác mà phụ thuộc, đúng không? Cảm giác kiểu thân thuộc, thuộc về nhau ấy. Và nó có thể, thì cái belonging nó không phải là người, có dấu phẩy thì không được dùng that, nên chúng ta sẽ dùng là which.
nên chắc chắn đã đúng được câu 42, 43, 44 rồi. Đúng không? Bây giờ chỉ có 45 và 46 là câu hỏi từ vựng thì nó sẽ khó hơn này. Câu số 45 thì nó có thể disrupt cái professional. Nó có thể làm gián đoạn cái năng suất làm việc này, gây căng thẳng cho các mối quan hệ. Đang nói về cái hậu quả của việc chứng nghiện mạng xã hội, gây căng thẳng. Yes. Ví dụ put thì mình sẽ nói put a strain on. Đấy thì mới được nhá. Thì nó mới mang nghĩa là gây căng thẳng. Put a strain on thì tương tự như là strain. Ở đây cái từ strain này mình sẽ đọc là strain cái mối quan hệ. Nó gây căng thẳng cho mối quan hệ các cá nhân và góp phần vào cái tình cảm này. Góp phần vào và gây ra cái cảm giác cô đơn và thiếu thốn. Để cho nên câu số 45 chúng ta sẽ nói là push a train on hoặc là train là đúng. Nên đáp án đúng của câu số 45 sẽ phải là đáp án B. Thế là Thanh Hằng bảo là em dịch là gây căng thẳng. Câu 45 còn cái từ twist và từ clash là cô cho và gây nhiễu thôi chứ nghĩa nó không khác nhiều. Twist tức là uốn cong ấy. Nó twist tức là bẻ. Ví dụ chúng ta xem phim mà chúng ta mà nó twist quá nhiều, tức là nó uốn lượn mình theo kiểu nó đảo chiều. Đó, còn từ clash tức là đâm sầm. Tiếp câu số 46 thì chúng ta dựa vào cái ngữ cảnh này. Câu 46 addressing để có thể giải quyết được cái vấn đề nghiện mạng xã hội thì nó đòi hỏi còn phải có một cái sự tiếp cận cân bằng, bao gồm là việc đặt ra cái gì? Đặt ra cái giới hạn, đúng không? Cái ranh giới lành mạnh. Thì mình hay nói là set chấm chấm boundary. Set a clear chẳng hạn, set clear, set healthy boundary. Thì cái từ set này nó sẽ đi với boundary. Còn set cũng đi với example, đúng không? Set cũng đi với example, nhưng ở đây không phải là nêu gương cho ai cả. Nên ở đây chúng ta sẽ dịch với nghĩa là đặt ra một cái ranh giới. Nhớ, đặt ra một cái ranh giới lành mạnh hoặc là một cái ranh giới rõ ràng. Ranh giới rõ ràng, một cái ranh giới lành mạnh nhỉ? Thúc đẩy các cái hoạt động mà ngoại tuyến. Ngoại tuyến ở đây tức là trong đời sống thật đấy. Và thúc đẩy các cái tương tác nó face to face, chân thành để đảm bảo có một cái cuộc sống fulfilling, nó trọn vẹn hơn. Nên câu 46 chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Thế hả, em sai mất một câu rồi. Tiếp chúng ta sang câu 47 và câu 48. Câu số 47, the community came together to unite. Cộng đồng đã cùng nhau đoàn kết. Thì cái từ unite tức là đoàn kết lại và hỗ trợ lẫn nhau trong cái thời điểm khó khăn. Yes. Thì cái từ merge ở đây tức là hợp nhất lại với nhau. Không phải là chia rẽ, đúng không? Chúng ta đang chọn đồng nghĩa, không phải giúp đỡ, không phải tranh cãi. Còn my manager hit the nail on the head. Hit the nail on the head ở đây tức là gì? Người quản lý của tôi thì đã nói trúng vấn đề, đúng không? Khi đã xác định được cái nguyên nhân chính cho cái dự án bị chậm trễ. Vậy thì hit the nail on the head tức là address the problem directly. Đó, đã giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, đi thẳng vào trọng tâm. Nên câu 48 các em sẽ chọn đáp án là D. Câu 49 và câu 50. Emily và Chris thì đang ở viện bảo tàng. Would you like to explore the art exhibit with me? Người ta đang mời mình. Thì mình sẽ nói là yes, I love to, đúng không? Không ai nói là no, xong lại còn I love to nữa. I think gardeners should focus on planting native pieces. À, người ta đưa ra là tớ nghĩ là những người làm vườn thì nên tập trung vào trồng những cái cây mà bản địa, đúng không? Thì David nói là nó sẽ giúp bảo tồn cái sinh hệ sinh thái địa phương, chứng tỏ là David cũng đồng tình. Đúng không? Chứng tỏ là David cũng đồng tình thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Như vậy là cô đã chữa xong 38 câu, có thể coi là 38 câu dễ. 38 câu thì những bạn nào mà mục tiêu 9 đó, thì chúng ta 9 cộng chẳng hạn, thì chúng ta phải đạt tối thiểu là 30 năm trên tổng số 38. Đó, chúng ta phải đạt tối thiểu như vậy. Thì bây giờ còn 12 câu bài đọc nữa. Chúng ta mục tiêu 9, cô đang xác định cái mục tiêu 9, còn 8 và 10 các bạn sẽ cộng hoặc trừ lên. Mục tiêu 9 cộng thì chúng ta phải đúng 10 câu trên tổng số 12 câu. Thì suy ra là các bạn sẽ đúng được 45 câu, đúng không? Bằng 9 điểm. Đó, thì các em comment xem là 38 câu vừa rồi các bạn đúng bao nhiêu câu. Thế là Tuấn Kiệt bị sai mất 4 câu rồi. Nãy giờ bay 2 cọng tóc rồi cô ơi. Thế là Thanh Nguyên Hoàng cũng sai mất 4 câu rồi. Tiếc. Đó, nhớ là mục tiêu 9 cộng là chúng ta khoanh vùng, mình chỉ sai khoảng 3 câu thôi. Nhớ chưa, sai 3 câu thôi. Đấy chính là 3 câu từ vựng. Sai 3 câu này là 3 câu từ vựng, chứ không phải là 3 câu ngữ pháp đâu nhỉ. Đây là sai 3 câu từ vựng. Còn nếu như mà các em sai quá lên rồi thì bắt buộc là áp lực bài đọc là mình phải đúng nhiều hơn, đúng không? Mình sẽ áp lực hơn, bài đọc mình phải đúng hết, đúng nhiều hơn. Thế nên là trong tổng số 38 câu này thì cố gắng làm đúng 35 câu dễ. Nhớ có 35 câu dễ. Nhớ 35 câu dễ thì cố gắng làm đúng hết 35 câu dễ này.
còn 3 câu khó để phân loại thí sinh thì hên xui, được chưa? Thì hên xui. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài đọc. Bài đọc số 1. Các bạn thấy là khi mà cô chữa bài đọc ấy là cô hay tóm tắt lại cho chúng ta một cái đoạn đúng không? Thì cái việc tóm tắt ấy nó sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn. Đó, nó sẽ giúp chúng ta liên kết các ý trong bài tốt hơn. Và gần đây, một hai ngày gần đây thì các bạn thấy là có cái vụ nổi lên nó rất là trend, đấy là có một cái người mẹ là giáo viên dạy IELTS đúng không? Và đã dạy cho con luyện IELTS từ lớp 4 và bây giờ bạn ấy lớp 7, bạn ấy đã được 8.0 IELTS. Và cái câu chuyện nó sẽ không có gì cả nếu như mà người mẹ này không nói là tiếp rồi là mắng con là đáng lẽ ra có thể được 8.5. Đó, như vậy thì nó cũng gây ra hai cái luồng tranh cãi, người thì cảm thấy rất là ngưỡng mộ, người thì nghĩ là người mẹ không có tuổi thơ các kiểu. Đó, được như vậy rồi mà không khích lệ lại còn trách mắng. Thì cái bài đọc này nó sẽ đưa ra hai cái quan điểm. Thứ nhất là khích lệ. Đó, khích lệ đúng không? Khích lệ, tập trung vào cái lời nói khích lệ hay là tập trung vào cái khả năng. Đó, tập trung vào khích lệ hay là cái innate ability. Thì it is widely accepted that, tức là một người ta chấp nhận rằng, người ta thường nghĩ rằng giáo viên và phụ huynh thì nên khen ngợi cái nỗ lực của trẻ, tức là một là khen ngợi đúng không, thay vì khen ngợi cái khả năng bẩm sinh. Nếu các bạn thích được khen là con đã cố gắng rất nhiều, bố mẹ tự hào về con, hay các bạn thích được khen là con tôi nó rất là thông minh đúng không, các bạn thích được khen là con đã cố gắng rất nhiều, hay khen là con tôi rất là thông minh. Đấy, thì đây có hai cái cách khen ngợi như vậy. Nếu như họ muốn con học sinh và con cái của mình thành công, tương tự như vậy, một nghiên cứu mới thì đã khuyến khích những cái học sinh trẻ em này lặp lại những cái câu nói trong đầu, lặp lại với bản thân mình, đúng, tập trung vào cái nỗ lực hơn khả năng có thể mang lại thành công lớn. Thì ở đây người ta đề cập đến cái việc khen cái nỗ lực hơn khả năng, đúng, một cái nghiên cứu, một cái new study. Một cái nghiên cứu thì nó cho rằng là tập trung vào nỗ lực thì hơn là khả năng nó sẽ đem lại thành công. Thì cụ thể cái nghiên cứu người ta phát biểu như thế nào? Sang đoạn số 2 người ta nói là cái nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, người ta nghiên cứu về cái kết quả toán học nhá, math performance. Và lát nữa người ta có giải thích là tại sao người ta lại nghiên cứu về toán, về cái khả năng làm toán của trẻ em. Mà những cái đứa trẻ mà kém tự tin ấy thì nó sẽ cải thiện đáng kể khi nó tự nói với bản thân rằng, tức là khi những cái đứa trẻ nó tự nói nhé, tự nói với bản thân rằng là chúng có thể nỗ lực được. Đó, chúng có thể, mình sẽ nỗ lực, tức là nó tự nói với bản thân mình như thế. Và theo những cái nghiên cứu của những cái người này ở Amsterdam, tức là ở Hà Lan đúng không, một người là trợ lý giáo sư đó và đồng tác giả của một cái nghiên cứu xuất bản trên cái tạp chí này, thì từ cái câu này đó. Tiếp theo, các nhà khoa học người Hà Lan thì đã nghiên cứu 212 trẻ trong cái độ tuổi từ 9 đến 13. Và các nhà nghiên cứu nói rằng những cái cảm xúc tiêu cực về cái khả năng của học sinh ở trường thì nó trở nên rất là phổ biến. Và các nhà nghiên cứu nói là chúng tôi không cả tìm thấy là những cái kết quả tương tự với trẻ em mà kém tự tin nói với bản thân về về cái khả năng. Vậy thì người ta suy ra một cái kết luận, tức là gì? Nỗ lực chính là chìa khóa. Ở đây các bạn thấy người ta đề cập đến cái kết quả của một nghiên cứu, đúng không? Kết quả của một nghiên cứu thì cái nghiên cứu cụ thể như thế nào? Chúng ta phải tóm lại được, đúng không? Nghiên cứu ở những trẻ kém tự tin. Ví dụ những trẻ mà tự tin thì nói làm gì, đúng không? Tự tin thì kiểu gì nó cũng thành công thôi. Nhưng mà người ta nghiên cứu ở những trẻ mà low confidence, thì những trẻ mà low confidence mà make effort, mà tập trung vào cái tell themselves to make effort. Ví dụ chúng nói với bản thân chúng là mình cố gắng lên chẳng hạn, thì sẽ làm sao? Sẽ dẫn đến cái kết quả là improve, đúng không? Sẽ là cải thiện cái môn toán. Còn cái nghiên cứu thứ hai là những đứa trẻ kém tự tin, nhưng mà nó lại bảo với về gì? Về ability. Đấy, không, bây giờ không phải là về nỗ lực nữa, mà về ability. Thì làm sao? Thì là not find the same result. Đấy, các bạn thấy không? Tức là một cái thì tập trung vào nỗ lực, mình cũng có thể làm được, cố gắng lên thì lại rất là cải thiện. Còn một cái nghiên cứu tập trung vào mình về ability, mình giỏi mà hay là mình kém mà, thì không đưa ra một cái kết quả gì. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn số 2. Câu hỏi liên quan đến đoạn số 2 về nghiên cứu của các cái nhà các cái researcher, các nhà nghiên cứu người Hà Lan thì phát biểu như thế nào ạ? The hinder ở đây. Câu số 33. Câu số 33, what of the reason? Không phải. Đây, câu số 31, cô copy nhầm ở bên trên. Câu 31.
Thông tin nào sau đây là không đúng về cái nghiên cứu của các nhà nghiên cứu người Hà Lan? Các bạn sẽ tìm ra cho cô cái đáp án là không đúng nhỉ. Tức là sẽ có 3 đáp án đúng. Đó, và một đáp án không đúng thì cái từ không đúng là từ nào? Hải Anh bảo là em đọc không có hiểu thế à? Nào, bây giờ câu số 31. Câu số 31 các bạn sẽ phải chỉ ra cái từ không đúng là gì. Chúng ta chỉ cần cố gắng một chút thôi. Đó, mình để ý một chút là mình sẽ tìm được. Thiên Phạm bảo là đáp án C sai ở từ sport. Còn Thanh Tâm bảo là đáp án D sai ở in-mark performance. Như vậy là cô thấy Thanh Tâm và Nguyên Hoàng chọn D, còn Ái Tiên và Thiên Phạm thì chọn C. Như vậy ở đây chúng ta thấy là có 2 đáp án rồi, đúng không? Như vậy các em sẽ thấy là A và B là đúng. A nói là cái nghiên cứu tập trung vào cái kết quả toán học có đúng không ạ? Đúng. Đó, tập trung vào môn toán đúng này. Đấy, tại vì ngay đoạn đầu nói về math performance đúng không? Còn đáp án B là đồng tác giả nghiên cứu thì là trợ lý đúng. Thì người ta có giới thiệu cái đoạn này như các bạn em có thể thấy ở dưới. Chúng ta sẽ còn C và D. Đáp án D là nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc nói chuyện tự tích cực và sự cải thiện thành tích học tập của toán. Cái này nó quá đúng luôn. Đúng không? Quá đúng luôn. Tại vì vừa rồi cô có tóm tắt rồi mà. Thành tích học tập của toán đây, ngay từ đoạn đầu người ta nói là math performance of children with low self confidence nó cải thiện significantly when they tell themselves that they will make an effort. Vậy có đúng là cải thiện không ạ? Đúng. Đây chính là thông tin của đáp án D nhé. Đó. Đây chính là thông tin của đáp án D thì làm sao mà mình chọn đáp án D được? Đáp án D là đúng chứ? Đúng không ạ? Đáp án D cũng là đúng. Vậy thì đáp án not true nó sẽ là đáp án C. Đó, đáp án C là not true. Tại vì trong bài người ta có nói là ở các môn thể thao không? Không. Người ta sẽ nói về math performance chứ không phải là ở các môn thể thao. Các em thấy là mình chọn cũng dễ đúng không? Đó, chỉ cần để ý một chút thôi. Thế mà vẫn nhiều bạn chọn sai. Đó, Hải Anh cũng là em chọn đáp án D. Các em thấy đáp án D mình paraphrase đơn giản mà tại sao lại chọn D được? Tại sao lại chọn D? Một cái link between positive, link positive là đúng mà. Thanh Tâm bảo là em nghĩ D sai ở math performance là không đủ vì nó còn không đề cập đến sự cải thiện trong sport. Ừ thì nó không, cái mà có thể cải thiện trong sport là sai, đúng không? Vì nó không đề cập tức là nó sai. Đó, nó không đề cập tức là nó sai. Còn đáp án D là rõ ràng có cải thiện ở math. Xuân Trường một mình chọn một đáp án là đáp án B. Thế hả Xuân Trường? Xuân Trường đây là trợ lý giáo sư của cái người này, quá đúng rồi còn gì nữa. Các em thấy không? Thông tin nó hiện ra trước mắt chúng ta chỉ cần đọc kỹ. Đó, mình đối chiếu thông tin rồi chọn thôi mà chúng ta vẫn chọn sai. Đó. Phải chú ý từng từ cho cô. Nhiều bạn bảo, ui thế đi thi em phải chú ý từng từ mới được. Như kiểu là bây giờ chúng ta mới mới chú ý ấy. Còn lúc trước là chúng ta đọc là chúng ta không không chú ý từng từ. Chúng ta chỉ thấy là à đúng đúng là chúng ta chọn. Chứ chúng ta không có phân tích rõ ràng. Tiếp sau đoạn số 2 thì ngoài ra những cái nghiên cứu khác. Bây giờ là nghiên cứu khác nhé, chứ không phải là nghiên cứu của các cái nhà người Hà Lan, nghiên cứu người Hà Lan. Nghiên cứu khác thì đã chỉ ra cho rằng là cái việc mà nói chuyện tích cực ấy thì có thể cải thiện. Nó còn cải thiện cả về môn toán nữa. Đúng, nó còn cải thiện môn toán nữa. Nhiều bạn bảo là chọn đáp án C là đúng tại vì là nó có đề cập đến cải thiện à, cô xin lỗi, còn cải thiện môn thể thao nữa. Nhưng mà trong các cái nghiên cứu của người Hà Lan, Dutch researcher thì không có đề cập đến môn các môn thể thao, đúng không? Thì đây là các môn thể thao nó cũng còn cải thiện nữa cơ. Đó, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một là những cái học sinh mà tham gia vào cái việc là tự nói chuyện đấy mà nhấn mạnh vào cái khả năng kém cỏi, tức là nếu mà nhấn mạnh về khả năng kém cỏi nhé thì là cái trải nghiệm thất bại thì sẽ dẫn đến cái trải nghiệm là thất bại hoặc là lo lắng trầm cảm hơn. Và theo các nhà nghiên cứu này thì cái việc tự nói chuyện ấy mà tập trung vào nỗ lực và sự chăm chỉ thì có thể loại bỏ ra một cái rào cản tâm lý cản trở cái khả năng học toán, cản trở cái học khả năng học toán của trẻ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một lần nữa, đúng không? Người ta lại làm sao? Lại nhấn mạnh. Đó, nhấn mạnh cái lợi ích của self talk. Đó, self talk tức là cái positive self talk. Tức là mình phải tin, đúng không? Tin tưởng à mình có thể làm được, mình có thể làm được. Đó. Đấy, self talk tới gì? Tới thể thao và mass performance. Bài này cô cố tình cho các bạn trong lúc mà chúng ta chuẩn bị đi thi. Thay vì mình cứ nghĩ là ui em sẽ chẳng bao giờ được 9 điểm đâu rồi chúng ta chán nản đúng không? Hãy tự động viên bản thân, không phải nhờ cô hay là bạn bè gì hết, tự mình nhá. Thì cái từ self tức là tự bản thân mình, đúng không? Self tức là tự bản thân mình phải động viên mình, tự động viên mình là à mình có thể làm rất tốt,
thay vì nói là à mình không có tài, mình không làm được đâu, đó thì nó sẽ chỉ dẫn đến kết quả tiêu cực thôi. Và cuối cùng người ta nói là các nhà nghiên cứu cho biết họ tập trung vào môn toán không chỉ bởi vì nó là cái môn quan trọng trong chương trình giảng dạy ở trường, mà bởi vì cái kết quả toán học ấy thì từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi những... Vừa rồi nó hơi bị lag 2 giây. Toàn bị rớt mạng các em ạ. Thì đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nha. Bị lag mạng các bạn ạ, mấy hôm nay cô thấy cũng rất nhiều người nói là bị lag mạng đấy. Thôi chúng ta cố gắng lên. Các bạn sẽ trả lời từ hinder. Cái từ hinder này mình cũng gặp nhiều rồi nha. Từ they ở đây tức là children, như vừa rồi chúng ta có dịch. Và từ hinder, hinder ở đây tức là làm cản trở cái khả năng của trẻ em, cản trở. Thì cái từ cản trở đó chính là từ obstruct, đúng không? Chứ không phải là từ chối. Decline là từ chối này. Decline còn đang nghĩa là giảm này. Exclude tức là loại trừ. Demolish tức là phá hủy. Thì ở đây cái gì đấy, children performance thì nó sẽ phải là cản trở cái khả năng, cản trở cái kết quả. Và câu số 33, tại sao lại chọn mà môn toán? Đó. Tại sao lại chọn nghiên cứu môn toán? Thì ở đoạn cuối người ta có giải thích rất rõ ràng. Và cái câu giải thích người ta bắt đầu bằng because. Bài này có khó đâu. Bài 5 câu thì không bao giờ khó, đúng không? 5 câu bao giờ cũng cho rất là dễ dàng. Người ta hỏi tại sao because math performance is known. Đây đó chính là một cái môn học ở quan trọng ở trường. Còn đáp án A, nó gây ra cái niềm tin tiêu cực ở trẻ em là sai. Còn đáp án B khiến trẻ em cảm thấy sợ thất bại. Còn đáp án C có nhiều vấn đề khó là sai. Đó, thì người ta chọn môn toán bởi vì nó là một cái important subject in school. Nên đáp án 33 sẽ là đáp án D. Sau khi chúng ta đọc xong hết, sau khi các bạn đọc xong hết, chúng ta quay trở lại với câu hỏi vì ý chính. Đó, thì mình sẽ dựa vào những cái thông tin mình tóm tắt ở từng đoạn. Đây là cô cho rất chi tiết nhé, còn khi mà đi thi chúng ta nhớ được ấy, thì chúng ta không cần phải tóm tắt như thế này. Đó, do là cô chữa mà cho nên là sẽ có những bạn mà học khá, có những bạn học mà hơi kém một chút do từ vựng đấy, thì cô mới ghi chi tiết ra như thế này. Còn đi thi là tùy các bạn, nếu các bạn làm được như cô thì càng tốt. Đó, cái thông tin thứ nhất là nghiên cứu khen là nỗ lực hơn khả năng. Tập trọng tâm của bài thì người ta chú trọng đến cái gì? Nỗ lực, đúng không? Hơn là khả năng. Thì đáp án A là cái tầm quan trọng của sự tự tin và khả năng bẩm sinh. Có phải thông tin tập trung vào cái khả năng bẩm sinh không? Không. Còn đáp án B đề cập đến những cái influence, những cái ảnh hưởng của việc tự nói chuyện tích cực đến kết quả học tập toán. Còn đáp án C nói về những cái thách thức mà trẻ gặp phải khi học toán. Những cái thách thức thì chỉ đề cập đến ở đoạn cuối thôi, đúng không? Còn đáp án D là cái những cái căn bệnh tâm thần, những cái như là anxiety và depression, nó không phải là trọng tâm của bài. Cái mental disease tức là anxiety và depression đấy, nó không phải trọng tâm. Nên đáp án đúng ở đây nó sẽ là positive self-talk. Đó, positive self-talk tức là cái việc mà nói chuyện tích cực nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập toán của trẻ. Các em có đúng hết 5 trên 5 không nhỉ? Đó, thông tin như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài đọc số 2. Bài đọc số 2 là một cái chủ đề rất tranh cãi, đúng không? Thậm chí khi các bạn đi thi IELTS Writing Top 2 chẳng hạn, thì cũng luôn có cái câu hỏi liên quan đến typing, đó. Gõ máy tính hay là pen and paper, ghi chép truyền thống. Thế là cô thấy Ngọc Anh được 5 trên 5, Phong Phan được 2 trên 5. Phong Phan sai cái cô câu gì đấy? Đó, chúng ta phải luyện như vậy nhá. Khi mình đã luyện là mình phải luyện như vậy. Đó, mình đã luyện không thể luyện lơi nhơi được. Để các bạn xem sau này chúng ta học luyện các kỳ thi là mình sẽ phải luyện cả dễ, luyện cả khó. Chứ mình không thể thể luyện theo một cách gọi là an ủi bản thân là ui giời dễ sướng không. Khi mà đã luyện nhá là phải mình phải luyện cả những cái đề dễ, đề khó, đề trường sở rồi đề này đề kia nhớ chưa? Nếu như các em xem đề của các anh chị những năm trước ấy là cũng không hề dễ. Cụ thể là đề của 2K5 nhớ, cái bài đọc của 2K5 không hề dễ một chút nào, rất là dài luôn. Các em làm thử đề năm ngoái đi, rất là dài và rất là khó chứ không có dễ đâu. Nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý nhé. For university student, đối với sinh viên đại học có nhiều cách khác nhau để lưu giữ những cái thông tin quan trọng. Ở đây cô có một collocation hay này. Mình có từ retain nhé. Retain đi với thông tin. Đó, retain này, retrieve này, reconnect này. Đó, tức là lưu trữ, là nhớ lại các cái thông tin quan trọng trong bài giảng sau này.
trong khi nhiều học sinh coi cái việc đánh máy là tốt nhất để làm. Đó, đánh máy để lưu trữ thông tin, đúng không? Vì nó cho phép bạn lưu trữ notes một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thì những học sinh khác thì lại đề cập đến phones, điện thoại và máy ảnh để ghi lại, để họ có thể nghe lại hoặc là xem lại sau. Thì bây giờ người ta sẽ nói là there are also, cũng có người tuân theo một cái cách tiếp cận, đó là pen and paper. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là cái phương pháp nào hiệu quả hơn? Đó, phương pháp nào hiệu quả hơn? Thì đây đề cập đến hai phương pháp. Đúng, hai phương pháp ghi chép. Đó chính là gì ạ? Là typing versus pen and paper. Đó, tức là hiện đại và truyền thống. Cô thấy là bây giờ rất nhiều bạn là cứ tích phát, đúng không? Chụp là xong. Nhưng mà các em thấy là khi mà các bạn chụp ấy, các bạn sẽ không xem lại đâu. Chúng ta ghi ra khi các bạn xem cô live stream. Đó, khi các bạn xem cô live stream thì các bạn cố gắng ghi chép ra thì mình sẽ nhớ lâu hơn là các bạn chụp lại. Các bạn chụp lại hoặc các bạn in ra chưa chắc chúng ta đã xem lại. Như vậy là mình đã tóm tắt được đoạn 1. Bây giờ sẽ sang đoạn số 2, người ta giải thích như thế nào. Trong một cái thí nghiệm của trường đại học Princeton năm 2014 thì học sinh ấy, sinh viên được cho xem các cái bài giảng và yêu cầu ghi chép. Thì một nửa số sinh viên được cho laptop, máy tính sách tay và một nửa thì sẽ ghi chép bằng bút và giấy. Sau đó họ được yêu cầu, họ ở đây là ai? Là student. Đúng, phải là những cái sinh viên này được yêu cầu giải thích các cái khái niệm trong bài giảng. Những cái khái niệm mà nó bao quát trong bài giảng, đúng không? Thì là những sinh viên mà ghi chép bằng tay làm tốt hơn. Đây, kết quả đây. Kết quả đề ra là gì? Là ghi chép bằng tay làm tốt hơn. Và người ta hỏi là tại sao? Đó, tại sao ghi chép bằng tay làm tốt hơn? Thì câu trả lời nó nằm ở chỗ rằng là trong khi những sinh viên sử dụng laptop ấy, thì có xu hướng là gõ ra khi mà bài giảng nó xét word to word. Tức là khi mà các bạn gõ thì các bạn sẽ gõ word for word, đúng không? Đó, những người, those who write more slowly by hand, còn những người mà viết bằng tay ấy, thì họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tóm tắt thông tin. Bây giờ các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Tức là khi các bạn dùng các thiết bị điện tử thì các bạn sẽ gõ word by word, còn khi các bạn ghi bằng tay thì các bạn sẽ không gõ word by word mà các bạn sẽ tóm tắt lại cái thông tin với những cái keywords thôi, bằng từ khóa. Thì cái lợi ích của word by word là gì? Cái lợi ích mà typing ấy, word by word, thì nó đòi hỏi cái sự xử lý về nhận thức. Đúng không? Bạn thậm chí có thể làm điều đó mà không cần phải suy nghĩ về nội dung. Tức là khi chúng ta đánh máy thì chúng ta cứ làm một cách vô thức, nghe cái gì ghi ra. Nhưng khi mình tóm tắt thông tin thì mình phải xử lý thông tin một cách sâu sắc hơn. Một cái ưu điểm của việc sử dụng pen and paper, tức là mình viết bằng tay, là bạn có thể move around the page very quickly. Đúng, mình có thể chuyển trang rất nhanh chóng, dễ dàng. Và mình thậm chí mình có thể cycling, mình gạch chân, mình thêm thông tin vào cái thông tin bên lề. Thì ở đây nó đề cập đến cái kết quả nghiên cứu. Đó, kết quả nghiên cứu so sánh giữa pen and paper. Thì mình thấy là tỷ số bây giờ đang nghiêng về gì? Nghiêng về cái thằng pen. Đúng, pen and paper tốt hơn. Thế nên các em thấy là trong cái quá trình cô like chữa cho các bạn, đó, mỗi đoạn cô đều tóm tắt. Thì cái việc tóm tắt này của cô nó cũng đòi hỏi cái quá trình xử lý nhận thức nhiều hơn, đúng không các bạn? Tại vì chúng ta phải rất hiểu cái đoạn đấy chúng ta mới tóm tắt được nó trong một vài từ. Các bạn thấy không? Nên là cứ mỗi đoạn cô tóm tắt được trong một vài từ, hoặc là các bạn mà có thể làm theo được như cô ấy là sẽ rất là tốt. Mặc dù mình sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, đúng không? Mình sẽ phải process cái thông tin nó ở mức độ sâu sắc hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc là mình hiểu tốt hơn. Thì sau này các bạn có đọc cao hơn, làm các dạng câu hỏi về matching heading, nó sẽ là rất là tốt cho chúng ta. Các bạn sẽ trả lời các cái câu hỏi liên quan trong bài. Đó là câu 37 và câu 38 này. Câu 40. Câu 37, câu 38 thì sẽ là student rồi nhá. Câu 37 là giải thích những cái khái niệm mà được cover trong bài giảng. Khái niệm được cover trong bài giảng tức là cái khái niệm mà nó được bàn đến trong bài giảng, chứ không phải được hỗ trợ, được khám phá, được tiết lộ. Cái khái niệm được đề cập đến, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ dùng từ discuss hoặc từ mention đều được. Được đề cập đến trong cái bài giảng này. Còn ở câu số 40, cái nghiên cứu năm 2014 nó thể hiện điều gì? Chúng ta tập trung vào câu số 40 nhá. Câu 40 người ta hỏi nghiên cứu năm 2014 học sinh ghi chép bằng tay thì đã làm tốt hơn khi mà được hỏi về cái nội dung của bài học, bởi vì tại sao? Nhưng tại sao? Đây, các bạn thấy người ta giải thích chưa? Đây, đây chính là cái thông tin người ta giải thích tại sao. Đó, thông tin cô tô màu xanh. Thì các em sẽ trả lời cho cô đâu là đáp án đúng. Câu 40. Đáp án A là học sinh có thể nhanh chóng di chuyển qua các trang để tìm thông tin chi tiết. Đáp án B là học sinh có thể khoanh tròn gạch chân hoặc tìm thông tin quan trọng một cách dễ dàng. Đáp án C là học sinh có thể xử lý thông tin ở mức độ sâu hơn khi viết bằng tay, taking notes. Và D là học sinh sẽ viết thông tin chậm hơn và chính xác hơn. Thì các bạn đọc kỹ cái đoạn ô tô màu xanh thì đâu là đáp án đúng?
Khánh Linh Linh bảo là ước trong phòng thi làm được như cô, thì cô giải thích cho các bạn rất là tường tận, chi tiết, dễ hiểu từng bước một, đúng không, để chúng ta làm được. Đó, dù là học sinh nhóm kín hay là livestream ngoài fanpage, cô đều giảng như vậy hết. Tại vì là nó là một cái thói quen của cô rồi. Cô không thể là trong trong fanpage thì mình sẽ giảng hời hợt hơn hay là để dành cho nhóm kín. Nó giống như là một cái lập trình sẵn trong đầu ấy. Khi mình giảng là mình sẽ phải giảng chi tiết như vậy, dù là trong nhóm kín hay là trong ngoài nhóm. Thì các bạn chỉ cần học ngoài nhóm thôi, các bạn cũng cũng sẽ học được rất nhiều, đúng không? Các cái kỹ năng mà chúng ta chỉ cần bắt chước thôi. Mình bắt chước xong mình luyện tập dần dần, không thể là một lần mà mình luyện được như vậy. Đúng, nó sẽ cần thời gian, cần practice make perfect đó. Thì các em thấy là đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Khi mà ghi chép bằng tay thì học sinh sẽ phải xử lý thông tin một cách gì? Sâu sắc hơn. Đó, sâu sắc hơn tức là học sinh sẽ phải cần cái process thông tin nó more cognitive, đúng không? Còn các thông tin như là ABD là không đúng. Đó, ABD là không đúng, không phải đề cập đến cái lý do, đúng không? ABD không phải là cái lý do. Bây giờ mình đọc tiếp sang hai đoạn còn lại. Hai đoạn còn lại trả lời câu hỏi có từ offer. Ở đây cô cho từ vựng cũng khá là cơ bản thôi nhá, offer cũng cơ bản thôi. Người ta hỏi là how about recording? Đó, vừa đằng trước thì nói cập đề cập đến pen paper với typing, thế bây giờ thì đề cập đến ghi âm bài giảng. Người ta lại so sánh tiếp với một cái thằng thứ ba là ghi âm. Thì trong một cái nghiên cứu thực hiện bởi North Carolina thì những cái sinh viên là dược ấy được thông báo rằng bài giảng của họ sẽ được chia thành hai phần. 50 phút đầu tiên thì sẽ là video. Đó, để các em có thể xem lại nếu muốn. Và cái phần thứ hai thì sẽ không phải video, mà điều đó có nghĩa là học sinh phải ghi chép bằng giấy bút. Thì vừa đằng trước là pen and paper là đã thắng rồi nhé. Thì bây giờ pen and paper với video thì kết quả người ta cho thấy là không có sự khác biệt, tức là như nhau. Dù là xem video hay là viết ra giấy thì kết quả không có sự khác biệt, tức là như nhau. Cả hai cái kỹ thuật này nó đều mang lại, cái từ mang lại offer bring đúng không? Nó đều mang lại những cái lợi ích, những cái ưu điểm riêng. Vậy thì cái ưu điểm của cái việc mà không take notes ở đây sẽ cho chúng ta tập trung tối đa, không take notes tức là việc xem video ấy, tập trung tối đa vào những gì mình được nghe mà không cần phải viết. Tức là khi mình xem video mình chỉ tập trung vào xem và nghe thôi, đúng không? Và bởi vì bạn có thể xem lại nữa mà. Nhưng cái lợi ích của việc take notes pen and paper đó chính là mình có thể tập trung vào việc xử lý thông tin và suy nghĩ về nó để tìm ra cái cách tóm tắt tốt nhất. Các bạn thấy cái tóm tắt nó quan trọng không? Thì đây người ta sẽ đề cập đến cái kết quả của cái nghiên cứu khác. Đó, giữa recording, giữa gì ạ, video với lại note taking. Đó thì kết quả ở đây là gì, là như nhau nhá, kết quả là như nhau. Và sang đoạn cuối các bạn tóm tắt như này cũng dễ đúng không? Sau đoạn cuối thì người ta nói so whether it's best to record lecture, vì vậy cái việc ghi âm lại bài giảng này hay là dùng giấy bút này thì nó more or less đấy, nó theo kiểu là tùy thuộc vào cái sở thích cá nhân thôi. Đấy, bạn thích thế nào thì bạn làm như vậy. Tất nhiên là bạn cũng có thể gõ nhanh, đúng không? Những cái thứ mà bạn cần phải ghi chép trong một cái transcription là một cái bản ghi chép. Tức là khi mình gõ ấy, nó sẽ là một cái transcription chứ không phải là tóm tắt. Đó, chứ nó không phải tóm tắt nhá. Và người ta nói là laptop is idle, là một cái ý tưởng tuyệt vời. Nhưng nếu mục đích của mình là hiểu cái tài liệu tốt hơn thì hãy nghĩ đến việc ghi chép bằng tay hoặc là sử dụng cái recording video. Đó, nhưng mà khi mình sử dụng recording video thì người ta mở ngoặc đơn này, đừng có quên là phải xem lại. Một cái điều nữa cần lưu ý là đánh máy ấy, typing type note thì nó có cái lợi ích khi đề cập đến cái việc là lưu trữ dễ dàng và tìm kiếm. Thì các cái bài học khác từ những cái điều này tất nhiên là sẽ cố gắng giúp cho bạn quá trình ghi nhớ của mình nó ngắn hơn và nó rõ ràng hơn. Yes. Thì như ở đoạn cuối người ta kết luận. Đó, người ta kết luận là tùy thuộc vào cái nhu cầu, đúng không? Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích. Mình thích cái nào hơn? Nếu như mình chỉ cần là mình sẽ gõ lại cái thông tin thôi, là một cái bản transcription thôi, thì mình có thể sử dụng typing, đúng không? Nhưng mà mình cần tóm tắt lại chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng cái taking notes hoặc recording the lectures. Đây các em sẽ trả lời cho cô câu số 36. Thông tin nào sau đây là không đúng? Nhá, là không đúng nhỉ? Câu số 36. Thế là Lê Ngân bảo là dễ hiểu quá cô ơi, đó giờ em không tóm tắt như thế ạ. Giờ thấy cô em sẽ học hỏi và thử nghiệm. Và sau này các bạn luyện các cái dạng câu hỏi IELTS về matching heading là một cái dạng mà rất nhiều học sinh cảm thấy khó, đúng không? Là nó giống như là dạng câu hỏi về tiêu đề ấy, nó rất là khó. Thì chúng ta nếu mà chúng ta tóm tắt được như vậy là mình xử lý thông tin rất là tốt, không bao giờ các bạn trả lời sai. Nhưng mà nó cũng cần rèn luyện, đúng không? Nó sẽ cần rèn luyện chứ không phải là mình làm một lần mà mình làm được. Cô thấy Huyền Trần Hải Anh chọn đáp án A. Rất nhiều các bạn chọn đáp án A. Và cái lý do các em chọn đáp án A là gì? Đáp án A thông tin ở đâu nhỉ? Ở dòng cuối đoạn 2.
đúng không? Thông tin ở dòng cuối đoạn 2. Như vậy là chúng ta đã tìm được thông tin rồi đấy. Thông tin ở dòng cuối đoạn 2 chúng ta sẽ dựa vào các cái keywords để mình tìm thông tin. Nó nói là gì? Thêm thông tin, đúng không? Thêm thông tin vào cái bài viết của bạn. Khi mà bạn sử dụng pen and paper thì khó, nhưng trong bài người ta nói là cái việc mình circle, underline hoặc thêm thông tin là gì? Là dễ dàng. Đó, nó nói là dễ dàng chứ nó có nói là khó không? Không. Thế đáp án sai ở đây đó chính là đáp án A, là dễ dàng chứ không phải là khó. Còn đáp án B, thông tin cũng ở đoạn 2. Đáp án B người ta nói là words for words not taking thì nó không đòi hỏi cái cognitive processing, đúng. Nó không đòi hỏi nhiều thì trong bài người ta dùng là gì? Little cognitive processing. Để chúng ta cứ tìm thông tin như vậy thì ở nhà các bạn sẽ luyện như thế nhé. Đâu rồi little? Đây. Mình sẽ tìm keyword xem nó ở đoạn nào, chúng ta đọc kỹ hoặc là xong. Đó, thì đáp án B đây, người ta nói là đòi hỏi rất ít. Đó, người ta cho từ little, little tức là gì? Tức là not much. Đó, thì đáp án B. Tương tự như vậy với C và D, ở đoạn số 3 các bạn sẽ tìm thông tin. Sau khi chúng ta đọc xong, các em nhìn vào câu số 41. Thông tin suy luận của câu số 41 là gì? Đúng rồi. Các em nhìn vào câu số 41 nào. Các bạn làm rất tốt rồi đấy. Câu số 41, thông tin suy luận nhỉ? Đáp án A, majority, phần lớn sinh viên đại học. Có nói là phần lớn không? Trong bài có đề cập đến là số lượng bao nhiêu không? Các bạn phải để ý kỹ từng từ nhé. Phần lớn là sai, trong bài không có đề cập đến là phần lớn thì nó sẽ phải khoảng tầm 70-75%. Không hề có nói như thế. Tiếp đáp án B là taking notes, ghi chép bằng tay thì giúp chúng ta lưu trữ thông tin lâu nhất. Sai, không có nói là lâu nhất. Đấy, lưu trữ thông tin thôi, không nói lâu nhất. Còn đáp án D, ghi chép bằng tay thì tốt hơn so với note taking bằng laptop. Trong tất cả mọi trường hợp là sai. Nó sai ở mọi trường hợp. Đoạn cuối nó có khẳng định lại, đúng không? Trong cái việc mà mình chỉ cần transcription thôi. Đó, tùy thuộc vào cái preference của mình. Transcription, mình chỉ cần ghi chép lại ấy. Đó, thì là note taking bằng laptop nó được, đúng không? Sau khi chúng ta đọc xong hết thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Cái việc ghi âm bài giảng nó only effective nếu chúng ta xem lại những gì mình ghi lại. Tại sao nói như vậy? Tại vì trong bài người ta có mở ngoặc đơn ra rồi, without forgetting. Các bạn thấy không? Trong bài người ta nói là without forgetting. Đây, các bạn phải nhìn vào cái cụm từ là without forgetting. Thì cái cụm từ without forgetting đó chính là is only effective. Nên câu 41 chọn đáp án C là như vậy. Thế Hoàng Linh bảo em đọc có 3 phút nên không chắc ạ. Đó, các em đi thi phải phân tích như thế nhá. A sai ở majority, B sai ở the longest, D sai in all cases. Phải chỉ rõ ra và thông tin nó sai bạn nào. Sau khi chúng ta làm xong hết thì các em sẽ quay trở lại với cái tiêu đề. Mình có thể nhớ lại trong đầu mình, à bài nó đề cập đến các kết quả nghiên cứu của 3 phương pháp, đúng không? Của 3 phương pháp ghi chép và kết quả thứ nhất, nghiên cứu thứ nhất thì note taking nó hơn. Kết quả nghiên cứu thứ hai thì là như nhau và cuối cùng người ta kết luận lại là sẽ tùy thuộc vào cái mục đích và sở thích của từng người. Yep. Thế thì câu số 35 đáp án A, tại sao note taking bằng pen and paper thì hiệu quả hơn so với laptop? Đáp án A là chưa đủ, đúng không? Yes, người ta có giải thích đấy. Nó sẽ cần phải là perceive ở mức độ sâu hơn, đúng, nhưng chưa đủ. Tại vì nó thiếu cái gì ạ? Recording. Đúng, nó thiếu cái recording nên là A chưa đủ. Còn đáp án C, khi nào thì bạn nên chọn ghi chép bằng máy tính sách tay trong cái buổi học? Thì đáp án C thì nó chỉ đề cập đến take notes bằng laptop thôi, nó cũng không thể bao quát hết. Còn D là cái ưu điểm độc đáo của việc ghi chép, của cái recording. Tương tự như vậy thì D nó cũng chỉ đề cập đến recording so với taking notes. Nó lại thiếu cái bằng laptop, đúng không? Thế nên đáp án đúng nó sẽ phải bao gồm cả 3 phương pháp. Đó, 3 phương pháp, thứ nhất là bằng laptop, thứ hai note taking bằng tay và thứ ba là bằng recording. Nên đáp án B là so sánh các phương pháp lưu trữ thông tin khác nhau trong bài giảng, nó bao quát hết cả bài. Các em thấy ok chưa? Nên các bạn phải hiểu rõ nhá, chúng ta phải loại trừ các trường hợp đi. Tại sao như thế? Nó không bao quát hết cả bài, mình cũng không thể chọn được, đúng không ạ? Ok, cô hẹn gặp lại tất cả các em vào 12 giờ trưa mai. 12 giờ trưa mai và lúc 21 giờ tối mai. Ok, so now goodbye and see you.